Chào mừng các em đến kênh Hề Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thực sinh dẫn các em tin học lớp 3 sách chương trời sáng tạo. Trong lúc xem bài giảng của Hề Liêm, các em không quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp Hề Liêm để hãy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nha. Giờ mình sẽ bài giảng hôm nay. Giờ hôm nay mình sẽ bài 8 làm quen với hư mục nha. Sau bài học này em sẽ nhận biết được tiệp, hư mục và ổ địa. Mô tả sơ lược được vai trò của cấu trúc cây hư mục trong việc lưu các tiệp và các hư mục. Mình sẽ tìm hiểu được cấu trúc cây của một hư mục để biết nó chứa những hư mục con nào và những tiệp nào, thực hiện được việc tạo xóa đổi tên hư mục, tìm được tiệp ở hư mục cho trước theo yêu cầu. Giờ trước hết mình sẽ đến phần khởi động. Ở bài 7 em đã biết là đồ vật cần được sắp xếp một cách hợp lý để dễ tìm. Tương tự, thông tin được lưu trữ trong máy tính cũng cần được sắp xếp. Thông tin trong máy tính sẽ được lưu trữ thành các tiệp, được gọi là file. Các tiệp được lưu trữ trong các hư mục gọi là folder, và các hư mục sẽ được chứa trong các ổ đĩa gọi là drive. Trong bài học này em sẽ tìm hiểu về tổ chức lưu trữ thông tin trong máy tính. Giờ trước hết mình sẽ đến phần khám phá một nhỏ tìm hiểu tiệp, hư mục, ổ đĩa trong máy tính. Mình sẽ quan sát hình số 1. Thì mình thấy đây là máy tính của mình. Thì trong máy tính sẽ có các ổ đĩa như là ổ C, ổ D. Trong ổ đĩa sẽ có hư mục như là hư mục giá sách, hư mục sách, hư mục vở bài tập. Như vậy mà vệt màu xanh đang ở đây có nghĩa là mình đang chọn hư mục sách, và hình bên đây chính là những cái nội dung, những cái tiệp bên trong cuốn sách, cái hư mục sách. Như vậy trong hư mục sách mình sẽ có tiệp tiếng Việt 3, tiệp tin học 3 và tiệp tổng bài. Tiệp hai cái tiệp này sẽ chính là của Microsoft Word. Có biểu tượng này chính là biểu tượng của Microsoft Word. Còn biểu tượng này của file PDF. Giờ ở đây mình sẽ có câu hỏi. Hình 1 là cửa sổ phần mềm File Explorer giúp em có thể quan sát được ổ đĩa, hư mục và tiệp trong máy tính. Ở hình 1 em có thể nhìn thấy các ổ đĩa có kèm theo biểu tượng, kèm theo tên chính là ổ, các chữ cái CD có nghĩa là ổ đĩa C và ổ đĩa D. Đây mình sẽ có hai ổ đĩa, ổ C và ổ D. Được. Thì ổ đĩa mình cũng có thể đặt tên, ví dụ là tên dữ liệu hay là Windows gì đó, mình cũng có thể đặt tên cho cái ổ đĩa luôn cũng được nha. Các hư mục có biểu tượng giống như kẹp giấy màu vàng kèm theo tên hư mục là giá sách, sách vở bài tập. Hư mục sách được đang được mở có vệt màu xanh và nội dung của hư mục sách sẽ được hiển thị ở khung bên phải. Các tiệp có biểu tượng kèm theo tên tiệp là tiếng Việt 3, tin học 3 và toán 3. Cho máy tính có cái ổ đĩa gọi là... cho máy tính có ổ đĩa còn gọi là hư mục gốc của cái ổ đĩa đó nha, để chứa hư mục và tiệp. Trong hư mục có thể chứa các hư mục con và tiệp. Các hư mục sách của bài tập là hư mục con của giá sách. Giá sách chính là hư mục mẹ. Mình sẽ quan sát là thì mình thấy là giá sách, trong giá sách có hai hư mục chính là sách và bài tập. Như vậy là đây là sách và bài tập gọi là hư mục con của giá sách, và giá sách gọi là hư mục mẹ của hư mục sách và bài tập. Con có nghĩa là phía trong, mẹ có nghĩa là phía trước, phía trên, đúng không? Để mở một hư mục mà em sẽ nhấn chuột vào hư mục đó ở khung bên trái. Nội dung hư mục sẽ được hiển thị ở bên khung bên phải của cửa sổ phần mềm File Explorer. Ví dụ như mình các em sẽ bấm vào cái hư mục của bài tập, thì lúc này bên phải mình sẽ thấy nội dung bên trong của cái hư mục của bài tập sẽ gồm có hai tiệp, chính là tiệp tin học và tiệp tập, đúng không? Giờ ở đây mình sẽ câu hỏi, em hãy chỉ ra các ổ đĩa, hư mục và các tiệp có trong ở hình 2. Thì mình quan sát hình 2 thì mình thấy có các ổ đĩa là ổ C, ổ D, ổ E, ổ F. Có các hư mục gồm có giá sách, sách và bài tập. Có các tiệp gồm có tin học và to. Được không? Giờ mình trả lời câu hỏi này như sau. Các ổ đĩa hư mục và tiệp ở hình số 2 gồm có ổ đĩa ổ C, D, E, F. Hư mục gồm có giá sách, sách và bài tập. Tiệp gồm có tin học và to. Giờ trả lời xong câu hỏi, mình sẽ tiếp phần bài giảng. Giờ tiếp theo mình sẽ quan sát hình số 3 và cho biết hư mục nào đang được mở. Nội dung có hư mục đó gồm những gì? Hư mục giá sách chứa những hư mục con nào? Thì mình quan sát hình số 3 ở đây thì mình thấy là hư mục đang được mở chính là hư mục giá sách. Đúng không?
Nội dung bên trong gồm hư một giá sách, gồm có hư một sách và hư một vở bài tập. Được này. Giờ bây giờ mình trả lời câu hỏi này như sau. Như vậy là trong hình số 3 hư một giá sách đang được mở nha. Hư một giá sách đang được mở, nội dung trong hư một đó gồm có hai hư một sách và vở bài tập. Đúng này. Giờ trả lời xong câu hỏi mình sẽ tiếp phần bài gì? Giờ tiếp theo phần ghi nhớ, các em sẽ nhớ là trong máy tính sẽ có nhiều ổ đĩa đặt tên là C, D, E, F, G, H, I, J, K, có thể rất là nhiều nha. Trong ổ đĩa sẽ có hư một và tìm. Trong hư một sẽ có thể chứa hư một con và các tìm. Đúng nè. Như vậy các em nhớ là trong máy tính sẽ có nhiều ổ đĩa đặt tên là C, D, E, F, G, H. Trong ổ đĩa sẽ có hư một và tìm. Trong hư một lại có các hư một con và tìm bên trong nữa nha. Giờ tiếp theo phần số 2 mình sẽ học về cây hư mộc. Ở bài 7 em đã biết được có thể mô tả mỗi cách sắp xếp đồ vật theo sơ đồ hình cây. Tương tự cách sắp xếp thông tin trong máy tính cũng có thể được mô tả bằng sơ đồ hình cây. Sơ đồ hình cây biểu diễn việc lưu trữ tìm trong các ổ đĩa hư mộc được gọi là cây hư mộc. Hình số 4 là cây hư mộc mô tả cách sắp xếp lưu trữ thông tin trong ổ đĩa D mà em đã tìm hiểu ở mục 1. Cây hư mộc giúp em dễ dàng hình dung được việc tổ chức lưu trữ sắp xếp thông tin trong máy tính. Giờ mình sẽ quan sát hình số 4 cây hư mộc. Thì ổ đĩa đây là ổ D. Trong ổ đĩa D sẽ có hư mộc giá sách. Trong hư mộc giá sách có hai hư mộc là sách và vở bài tập. Trong hư mộc sách mình sẽ có ba tiệm là tiếng Việt 3, tin học 3 và toán 3. Còn trong vở bài tập mình sẽ có hai tiệm chính là tin học và toán. Đúng này. Đó là cấu trúc của cây hư mộc. Thì mình thấy là tiệm, đây là tiệm có chữ W, đây là tiệm của Microsoft Word. Tiệm có chữ B phở, đây chính là tiệm của PowerPoint nha. Tiệm của chương trình PowerPoint. Giờ trên máy tính để tìm các tiệm tiếng Việt 3 em thực hiện các bước như sau. Ví dụ mình muốn truy cập vào tiếng Việt 3 thì mình phải vào ổ D, vào giá sách, vào sách và mới vào được tiếng Việt 3. Đúng nè. Như vậy là trước hết mình sẽ vào mở ổ đĩa D, vào hư mục giá sách, mở hư mục sách và tìm tìm tiếng Việt 3 là được. Giờ tiếp theo mình sẽ có câu hỏi tìm hiểu cây hư mộc ở hình 5 và cho biết tên các hư mộc con và tên tìm trong hư mộc gốc. Mình quan sát hình số 5 ở phía dưới này. Đây là cây hư mộc. Như vậy người ta nói là tên các hư mộc con và tên tìm trong hư mộc gốc. Như vậy là đây, ổ đĩa đây. Như là trong hư mộc gốc có nghĩa là hư mộc ngay ngay cái ổ đĩa luôn. Thì mình thấy có hư mộc con là chìm. Mình thấy là sẽ có chìm, đúng không? Và có phim hoạt hình. Đây là hai hư mộc con có hư mộc gốc nha, đúng không? Như vậy trong chuyện lại có chuyện cổ tích, như vậy chuyện cổ tích cũng được xem là con của hư mục gốc luôn nha. Và chuyện tranh này cũng được xem là con của hư mục gốc luôn, đúng nè. Giờ tiếp theo mình sẽ có là trong hư mục chuyện sẽ có những hư mục con nè. Như vậy là trong hư mục gốc ngoài các hư mục là chuyện, chuyện cổ tích, chuyện tranh, phim hoạt hình thì mình hay có các tiệm như là cây khế, tấm cám, hạch xanh, Doraemon, Trạng Quỳnh, Tom và Jerry, Thế giới khủng long, danh sách chuyện và phim. Đây là các tiệm trong hư mục gốc. Giờ trong hư mục chuyện có những hư mục nào con nào thì mình thấy vào hư mục chuyện thì mình thấy là có hai hư mục con chính là chuyện cổ tích và chuyện tranh. Đúng này. Trong hư mục con đó có những gì thì mình thấy trong hư mục con này sẽ có các tiệm. Hư một con này sẽ có 3 tiệm, hư một con này sẽ có 2 tiệm ở đây, đúng không? Trong hư một phim hoạt hình có những gì thì mình thấy là trong hư một phim hoạt hình sẽ có 2 tiệm, Tom and Jerry và Thế giới khủng long.
Giờ các bước để tìm tìm thế giới khủng long cho máy tính. Để tìm đến thế giới khủng long thì trước hết mình sẽ vào ổ đĩa D. Sau đó mình sẽ vào phim hoạt hình. Giờ mình sẽ mở được cái thế giới khủng long. Đúng này. Giờ như vậy là sau khi quan sát xong mình trả lời bốn câu hỏi này như sau. Như vậy bốn câu hỏi này thì các em có thể trả lời như sau. Trước hết là các hư một con và tìm trong hư một góc thì mình thấy có hư một con là chuyện chuyện cổ tích, chuyện tranh phim hoạt hình. Tiếp thì gồm có cây khế, tấm cám, thạch sandomon, chẵn quỳnh, tôm và cherry, thế giới khủng long, danh sách chuyện hoạt hình. Trong hư một chuyện sẽ có hư một con chính là chuyện cổ tích và chuyện tranh. Trong hư một chuyện cổ tích sẽ có tiệp là cây khế, tấm cám, thạch xanh. Trong hư một chuyện tranh sẽ có tiệp Doraemon và Chạm Quỳnh. Trong hư một phim hoạt hình sẽ có hai tiệp tôm và Seri và thế giới không lặng. Đúng rồi. Giờ các em ghi ra tới đây khảy sẽ tia. Giờ các em ghi phần này xong sẽ tiếp phần bài giảng nhé. Tiếp theo là các bước để tìm đến tìm thế giới khủng long cho máy tính thì trước mới hết mình phải vào được ổ D. Sau đó mình sẽ mở hư một phiên hoạt hình, sau đó mình sẽ tìm được cái tìm thế giới khủng long. Đúng rồi. Giờ trả lời xong câu hỏi mình sẽ tiếp phần bài giảng nhé. Giờ tôi với cô tiếp theo mình sẽ đến phần nội dung ghi nhớ nha. Các em sẽ ghi nhớ là thông tin cho máy tính được tổ chức lưu trữ dưới dạng sơ đồ hình cây gọi là cây hư một. Cây hư một sẽ giúp dễ dàng tìm được hư một tiệp lưu trữ trong máy tính. Giờ tiếp theo mình sẽ đến phần số 3, tạo đổi tên và xóa hư một. Dưới đây là hướng dẫn sử dụng phần mềm FileLR để tạo đổi tên và xóa hư một. Lưu ý mình sẽ nhấn chữ Shift và gõ ký tự để viết chữ hình quang. A nhỏ là tạo hư một. Để tạo hư một giá sách trong ổ đĩa D, em thực hiện các hướng dẫn tại hình số sau. Bước 1 thì mình sẽ nhớ đúp chuột vào biểu tượng Disk PC trên màn hình nền của số phần mềm File Explorer hiện ra có dạng như hình 6A. Mình sẽ quan sát hình 6A là các bước tạo hư một. Như vậy là chỉ bước thứ nhất thì mình sẽ vào biểu tượng này. Bước thứ hai thì trước tiếp theo mình sẽ vào ổ đĩa. Ví dụ như là ổ điện đây, đúng này. Giờ sau đó mình sẽ nhấn chuột vào không? Sau đó mình sẽ nhấn chuột vào cái nút này, New Folder. Lúc này xuất hiện một cái New Folder có tên là New Folder. Các em sẽ gọi tên mới. Ví dụ mình sẽ gọi là giá sách rồi gõ Enter. Thì kết quả như hình sau bên, đúng này. Mình sẽ gõ giá sách Enter là được. Đúng này. Như vậy là vào Disk PC, vào ổ đĩa D, vào Home, vào New Future. Gọi tên là được. Vào Disk PC, vào ổ đĩa, vào Home, New Folder, gọi tên Enter là được. Như vậy hình 6B thì mình sẽ tạo được một cái hư mục tên là giá sách trong ổ đĩa D. Giờ phần B thì mình sẽ học về đổi tên hư mục. Nghĩa là giờ tiếp theo mình sẽ phần B là đổi tên hư mục. Để đổi tên hư mục giá sách em vừa tạo trong ổ D thành học tập em sẽ thực hiện các bước như sau. Như vậy là bước 1 thì mình sẽ nhấn chuột vào ổ D. Bước 2 mình sẽ nhấn chuột vào hư mục muốn đổi tên. Sau đó thì mình sẽ vào Home. Chọn Rename. Sau đó mình sẽ gọi tên mới học tập giờ Enter là được nhé. Như vậy là vào ổ đĩa D, nhớ chuột vào folder cái hư mục này, vào Home, vào Rename, gõ tên mới Enter. Hoặc là các em có thể nhấp phải vào cái hư mục này, chọn Rename, gõ tên vào Enter cũng được nha.
Dạ, như là sau khi đổi tên xong mình sẽ được tên mới là tên học tập, đúng không? Tiếp theo là phần C là 6-1. Để 6-1 học tập trong ODD ta thực hiện các bước như hình số 8. Mình quan sát hình số 8. Để 6-1 thì mình sẽ vào ODD, chọn cái hư mục này, vào home chọn địa điểm, đúng không? Để 6 nhé. Hoặc là các em nhấp phải vào cái hư mục này chọn địa điểm. Giờ 6 bình thường nhé. 6 thì có nghĩa là địa điểm không? Giờ như vậy là tiếp theo là phần ghi nhớ. Tạo hư mục mới thì mình sẽ mở đến hư mục muốn tạo hư mục con trong đó. Chọn cái home, chọn đi folder, gõ tên và nhấn enter. Còn đổi tên hư mục mình sẽ chọn hư mục muốn đổi tên vào home, chọn lệnh rename, gõ tên mới rồi enter. Còn sau hư mục mình sẽ cho tên muốn xóa, mình sẽ nhấn nút định delete. Các em có thể chọn trên hand menu hoặc là bấm trên bàn phím delete cũng được nha. Giờ tiếp theo phần luyện tập, câu số 1 câu nào sau đây sai? Giờ câu A, trong máy tính có nhiều ổ đĩa, câu này đúng. Câu B, ổ đĩa có thể có nhiều hơn một và tiệm, câu này đúng. Trong một hơn một có thể chứa nhiều hơn một con cùng tên, câu này sai giờ. Trong một hơn một có thể chứa nhiều hơn một con nhưng mà không được trùng tên. Ghi là câu C là sai nhé. Câu số 2, quan sát hư mục ở hình số 9 và cho biết tên ổ đĩa là gì. Thì mình thấy là tên ổ đĩa chính là ổ gạch. Câu B là hư mục học tập chứa các hư mục con và tiệm nào. Thì mình thấy là hư mục học tập sẽ chứa các hư mục con gồm có toán, tin học. Chứa các tiệm gồm có sách toán, vở toán 3, sách tin học và vở tin học 3. Câu C là các bước tìm đến danh mục sách vở và vở tin học 3. Như vậy để vào danh mục sách vở thì mình sẽ vào được ô G, vào học tập, vào danh mục sách vở. Để vào vở tin học 3 thì mình sẽ vào ô G, vào học tập, vào tin học và mới vào vở tin học 3 được, đúng không? Như vậy mà trả lời hai câu loại luyện tập như sau. Câu 1 thì các em trả lời câu sai chính là câu C. Câu số 2 các em trả lời câu E là ổ đĩa tên là ổ G. Câu B là trong hư mục học tập sẽ chứa hư mục con là toán tin học. Chứa các tiệm là sách toán, vở toán 3, sách tin học, vở tin học 3, danh mục sách vở. Câu C các em trả lời là các bước tìm đến tiệm danh mục sách vở thì mình sẽ vào ổ G, vào hư mục học tập, vào tiệm danh sách sách vở. Giờ để tìm vở tin học 3 mình sẽ vào ổ G, vào hư mục học tập và tiếp tục mở hư mục tin học. Đúng không? Và cuối cùng tìm đến vở tin học 3 là được. Giờ trả lời xong hai câu hỏi mình sẽ tiếp phần bài diễn. Giờ tiếp theo phần câu số 3, lựa chọn khẳng định đúng nhất. Như vậy là câu A là thông tin trong máy tính được tổ chức lưu trữ dưới dạng cây hư mục. Mình thấy là câu này đúng. Cây hư mục giúp dễ dàng hình dung được cách sắp xếp lưu trữ thông tin trong máy tính, đúng luôn. Như ở đây mình sẽ chọn đáp án C, VAB đều đúng hết, đúng này. Và tiếp theo mình sẽ đến phần thực hành. Phần thực hành này các em sẽ thực hành trên máy tính của mình nha. Mình sẽ qua thực hành tìm hiểu máy tính của em đang sử dụng. Tên các ổ đĩa trên máy tính thì mình sẽ mở máy tính của mình lên xem có bao nhiêu ổ đĩa. Thường là nó có khoảng hai ổ đĩa là C và D. Đúng này. Kể tên một số hơn một thì các em sẽ quan sát. Giờ các em kể tên nha. Giờ câu số 2 là thực hành tạo cây hư mục. Như vậy để tạo được cây hư mục này, các em sẽ vào ổ đĩa D, các em sẽ tạo cái hư mục góc học tập.
Sau đó vào khu mục góc tập, tạo hai khu mục là sách vở và giải trí. Sau đó vào khu mục sách vở, các em sẽ tạo ba khu mục: sách giáo khoa, sách bài tập và vở viết. Sau đó các em quay về trở lại góc học tập, các em vào giải trí, các em vừa tạo hai khu mục chuyện cổ tích và chuyện tranh là được, đúng không? Giờ phần trả lời thì các em sẽ trả lời nha. Giờ câu số 3 các em thực hiện theo cô giáo viên yêu cầu. Thầy sẽ hướng dẫn các em làm phần vận dụng. Cái phần vận dụng hãy tạo trong ổ địa D cây khu mục tương ứng với cách sắp xếp quần áo của em trong tủ. Như vậy câu này các em có thể làm như sau. Như vậy các em sẽ vào ổ địa D, giờ tạo cây khu mục. Cây khu mục mình sẽ gồm có những cái quần áo nào thì các em sẽ tạo, đúng không? Hay ví dụ như sau. Như vậy các em sẽ vào ổ D. Sau đó vào Home, New Folder, mình sẽ tạo khu mục có tên là tủ quần áo. Sau đó các em sẽ vào tủ quần áo để các em sẽ vào tạo các khu mục con như là quần áo, đồ lót tất, vân vân, đúng không? Giờ trả lời xong câu hỏi, mình sẽ tiếp phần bài gì? Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các em thấy giảng dễ thì bấm thích, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh Khai Liêm thì các em sẽ bấm nút đăng ký báo chuông để xem bài giảng mới nhất của Khai Liêm nha. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nha.